Nếu bạn muốn viết code nhanh như là gợi ý trong email Google chẳng hạn, thì bạn nên tìm đến các cái framework hỗ trợ, và Kite là một trong những cái framework đó. Nó tương đối tốt cho cái việc gợi ý từ, và chúng ta chỉ cần là gõ vài ký tự thôi thì nó sẽ, cái này nó sử dụng AI, framework sử dụng AI, nó sẽ gợi ý cho chúng ta tương đối hoàn thiện. Đấy, các bạn có thể xem trên hình cái gợi ý của nó, có thể là nó gợi ý một từ tiếp theo hoặc là gợi ý cả câu lệnh luôn, viết nhanh lắm. Đây là một cái tool đáng để thử, các bạn thử xem nhé, Kite, Kite nhé.